Từ các nguồn tin trong quân đội Ukraine, chúng tôi nhận được thông tin về vụ hành quyết vào ngày 11 tháng 8 tại Kherson đối với 23 quân nhân lữ đoàn 123 bảo vệ lãnh thổ Ukraine, những người quyết định đào ngũ và từ bỏ vị trí của mình. Danh sách những người bị sát hại đã được công bố, nhưng được đề cập đến như những người mất tích hòng che giấu tội ác tày trời rằng chính những binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 đã tự tay tiễn 23 đồng đội của mình trầu trời. Sự việc trên chỉ là một trong rất nhiều những lần ngông cuồng, dại dột của một quân đội bạc nhược, yếu kém như Ukraine. Tự tay kết liễu đồng đội, tự tay phá hủy khí tài, tự tay chống đối lại nhà nước. Không còn nghi ngờ gì, chính những sai lầm đau đớn trên chiến trường này là nguyên nhân lớn nhất khiến Kiev vùi sâu trong bất ổn và suy thoái với nguồn viện trợ nhỏ giọt từ đồng minh. Ngay bây giờ, hãy đến với chiến trường Đông Âu, nơi đã bị cày xới nặng nề bởi khí tài, thiết giáp, xe tăng và vô vàn các loại phương tiện chiến đấu hạng nặng khác, để cùng TBGen chứng kiến những lần tài bay vạ gió đến không tưởng của binh sĩ Ukraine. Các bạn vừa theo dõi cận cảnh màn bắn phá đến nghẹt thở của Bradley, phương tiện Ukraine nhận đường từ phương Tây với tăng Nga. Đáng nói, sau những phát đạn liên tiếp phóng đi, sau những màn khói trắng xóa cánh đồng và bãi mìn chết chóc trực chờ dưới đất, Bradley chờ các binh sĩ Ukraine quyết định đầu hàng, vọt lẹ để không phải chịu cảnh tan xác. Suy cho cùng, đây cũng là quyết định khôn ngoan trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, khoan hãy đánh giá điều gì? Hãy cùng TBGen theo dõi lại video một lần nữa để xem có gì đặc biệt trong trận đấu này. Ơ kìa! Cho hỏi nhỏ là một ông binh sĩ Ukraine ở lại chiến trường làm gì ta? Một lần nữa, kỹ năng yếu kém và tinh thần chiến đấu mạnh ai nấy chạy của các binh sĩ Ukraine lại được thể hiện rõ ràng, không có gì để chối cãi. Thà bỏ lại đồng đội chứ không chịu chết chung, thà vứt bỏ tự tôn để đầu hàng còn hơn chiến đấu và nhìn thấy trước cái kết thảm bại. Mặc dù đủ tỉnh táo để biết rằng nên chạy theo đường vòng chứ không rút lui theo đường thẳng. Bởi chạy đường vòng có thể giảm nguy cơ trúng pháo hiệu chỉnh góc bắn nhanh. Đủ tỉnh táo để biết rằng trong tình thế này chỉ có chạy mới có cơ may giữ được mạng sống. Thì chắc có lẽ binh sĩ Ukraine cũng đủ tỉnh táo để biết rằng đồng đội của mình vẫn đang bị bỏ rơi nơi chiến trường đầy rẫy bom đạn. Cái gọi là đồng đội gì đó tầm này đâu còn quan trọng nữa. Quan trọng là giữ được mạng sống của chính mình. Đoàn kết bị loại bỏ, nhường chỗ cho ích kỷ lên ngôi. Thế nên, chạy là thượng sách. Đáng nói, Bradley không phải là trường hợp đầu tiên ra chiến trường và mặc kệ đồng đội để thoát thân. Một kíp xe tăng nào đó còn sẵn sàng cán luôn cả đồng đội, hòng chạy thoát. Những người khác trong cơn hoảng loạn thậm chí còn yểm trợ Nga công tác bắn phá, tiêu diệt đồng đội của chính mình. Các bạn đang cùng TBGen trên chuyến hành trình tới với điểm nóng Kletchevka tại sườn phía nam Bakhmut, nơi Nga giành quyền kiểm soát thành công nhiều khu định cư chiến lược, tấn công chớp nhoáng, thắt chặt gọng kìm suốt vài tháng qua. Và đây là một quả đồi, nơi ghi nhận sai lầm nực cười của lực lượng bộ binh Ukraine. Lính Ukraine đang tiến vào hầm đào quân mình hiện trú ngụ, nhưng họ không biết rằng chỉ vài phút trước thôi, cứ điểm này đã bị tăng Nga phá tan tành. Một binh sĩ Ukraine trú dưới hầm đào lúc đó vô cùng sợ hãi, cố gắng phóng lựu đạn nhưng bị kẹt bởi tán cây phía trên. Mọi nỗ lực đều là vô nghĩa. Súng phóng lựu tự động Nga đã bắn cháy hai binh sĩ Ukraine bên cạnh.
thất bại đến quá nhanh khiến các chỉ huy chưa kịp thông tin đến quân nhân của mình. Bởi thế, nhóm lính ngoài chiến trường vẫn hùng hổ vác súng tiến vào địa ngục chết chóc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cho đến khi những người lính Ukraine này băng qua hầm đào với miệng hầm rộng vài mét, một số người khác nhảy qua hầm và ngay lập tức một tiếng nổ từ súng máy Nga vang lên. Tiếng nổ thứ hai nối đuôi theo sau. Đến lúc lính Nga bắn trúng một lính Ukraine, thì lực lượng Ukraine núp lùm ở các khóm cây bên cạnh mới bối rối, tưởng rằng quân Nga ở xa đang đánh tới. Lập tức nã đạn, chĩa súng liên thanh vào hầm đào. Kết quả, Ukraine quay xe, thích nghi với hoàn cảnh nhanh quá, thành ra đổi luôn phe yểm trợ Nga tiêu diệt đồng đội mình. Chốc sau, nhóm lính Ukraine còn tiện thể gọi thêm một nhóm binh sĩ tiếp cận chiến hào. Thế là lính Nga sống sót, túm thêm được vài chục tù binh Ukraine mà chẳng hề tốn chút công sức nào. Bởi vậy mới nói, tại chiến trường nhiều cạm bẫy, sống chết chỉ là trong tích tắc. Vài giây có thể đưa một người lính trở thành anh hùng chói lòa nơi tiền tuyến. Nhưng đương nhiên cũng có thể biến họ thành những con sâu làm dầu nồi canh, kéo cả tiểu đoàn xuống hố tử thần chỉ vì sai lầm ngu ngốc và kỹ năng chiến đấu yếu kém của mình. Cũng không ít lần Ukraine chuốc lấy thất bại thảm hại vì điều này. Kho vũ khí đã ít, phương tiện chiến đấu đã lạc hậu, Kiev lại còn để mất nhiều khí tài do các nguyên nhân trời ơi đất hỡi, chẳng hạn như trường hợp sau đây. Vâng, chưa tham chiến đã bị loại khỏi cuộc chơi. Tay lái đang ngon lành, tự nhiên đâu vũng nước lòi ra. Thiết nghĩ chắc lính tăng Ukraine muốn trốn ra tiền tuyến nên mới bày trò như vậy. Trừ lẽ nào kỹ năng lái xe lại yếu kém đến mức chỉ vì một vài vũng nước mà không cân bằng được cả chiếc xe tăng. Thôi thì chắc vẫn phải ca ngợi đội quân của chính quyền Kiev vì tinh thần chiến đấu quật cường trước đối thủ mạnh như Nga mà vẫn sẵn sàng cầm súng. Còn bắn được không, thắng được không thì chắc ai cũng rõ. Đáng nói, đủ các loại khí tài từ UAV, tiêm kích tầm xa, máy bay thả bom, hệ thống hỏa lực phóng loạt đường ông Zelensky tung ra chiến trường. Nhưng cách mà các binh sĩ Ukraine sử dụng một lần nữa cảnh báo công tác huấn luyện tắc trách của phương Tây. Có viện trợ như trời như biển, nhưng sử dụng UAV kiểu phóng lên trời bắn Nga nhưng lại thả mìn chính chỗ đứng của mình, rồi chạy tóe khói tưởng như đang chơi game sinh tồn, thì viện trợ huấn luyện đến mấy cũng bằng thừa. Cần phải lưu ý, trên thực tế, công tác huấn luyện binh sĩ Ukraine đã được phương Tây tiến hành từ lâu. Cho đến nay, tổng cộng hơn 63.000 binh sĩ đã được Kiev đưa đến để tham gia các khóa huấn luyện quân sự ở châu Âu, bao gồm Anh, Pháp, Canada và đặc biệt là Mỹ. Ngày 4 tháng 8 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand thông báo, Ottawa sẽ cử 225 sĩ quan đến Anh để huấn luyện các tân binh Ukraine. 225 sĩ quan này sẽ phối hợp với các huấn luyện viên quân sự Anh, Hà Lan, New Zealand hướng dẫn những kiến thức cơ bản, bao gồm các chiến thuật xử lý vũ khí, sơ cứu, tuần tra cho binh sĩ Ukraine. Khóa huấn luyện theo đó được tiến hành và kéo dài trong khoảng thời gian 4 tháng. Tháng 9 cùng năm, tiếp bước của Anh và Canada, một nguồn tin giấu tên cho hay, Pháp cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu nhưng bí mật cho Kiev. Kể từ khi xung đột bùng phát, Paris mới chỉ chính thức công khai đào tạo 40 binh sĩ Ukraine, chủ yếu về cách vận hành lựu pháo Kaisa. Đây là lần tiếp theo Pháp thể hiện thái độ chính trị ủng hộ Kiev trong cuộc chiến không khoan nhượng với Moscow. Đến tháng 1 năm 2023, một nhóm binh sĩ Ukraine được điều động sang Mỹ để học cách sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot nhằm theo dõi và bắn hạ máy bay của kẻ địch. Khóa huấn luyện này kéo dài trong vòng 10 tuần. Không dừng lại ở các khóa huấn luyện về vận hành xe tăng hay chiến thuật vũ khí kết hợp, tại căn cứ Grafenwöhr ở Đức, quân đội Mỹ đồng thời cung cấp hướng dẫn khóa cứu thương quan trọng cho Kiev.
Được biết, chương trình đào tạo bao gồm việc dạy xử lý các vết bỏng, vết thương về xương thông qua giảng dạy trên màn hình. Chỉ cần biết và ghi nhớ rằng mọi điều chúng tôi đang làm và nói sẽ có tác động trực tiếp đến khả năng cứu mạng, cứu sống lẫn nhau, đồng thời kéo dài mạng sống của họ trong cuộc chiến đấu vì đất nước. Một bác sĩ quân y tham gia chương trình đào tạo y tế ở Đức khẳng định. Gần đây nhất, hôm 11 tháng 8 năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh thông báo khoảng 900 lính thủy quân lục chiến Ukraine đang trở về nhà sau khi được huấn luyện bởi lực lượng thủy quân lục chiến và lực lượng biệt kích Anh như một phần của chương trình kéo dài 6 tháng. Theo bộ này, khóa huấn luyện do lính biệt kích tinh nhuệ của Anh thực hiện sẽ giúp Ukraine phát triển lực lượng thủy quân lục chiến và khiến lực lượng này trở nên đáng gờm hơn trong các cuộc giao tranh xung quanh các vùng biển. Đây là chương trình huấn luyện đổ bộ đầu tiên do Anh thực hiện cho lực lượng Ukraine. Điểm nhấn là việc thủy quân lục chiến Ukraine lên kế hoạch và tiến hành các cuộc đột kích cả ngày lẫn đêm. Lực lượng biệt kích Anh cũng đã huấn luyện các binh sĩ Ukraine về hoạt động đổ bộ, bao gồm các cuộc đột kích trên bãi biển bằng thuyền bơm hơi. Ngoài ra, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đồng thời được huấn luyện về cách sử dụng các hệ thống tên lửa vác vai được gọi là vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới NLAV, tên lửa phòng không Stinger, súng cối và máy bay không người lái trinh sát. Họ còn được huấn luyện loại bỏ chất nổ đối với các chướng ngại vật như công sự răng rồng. Và một câu hỏi được đặt ra, được huấn luyện mọi kỹ năng, được đào tạo mọi kiến thức, được viện trợ đủ mọi khí tài cần thiết cho quá trình tấn công tại chiến trường. Tại sao lính Ukraine vẫn yếu kém và họ vẫn thất bại? Nguyên do thứ nhất xuất phát từ việc phương Tây không hiểu thực tế chiến trường. Những người hướng dẫn chưa bao giờ chiến đấu trong một cuộc xung đột kiểu Nga-Ukraine hoặc đứng trước một đối thủ sừng sỏ như chính quyền Moscow. Trong nhiều năm qua, các đội quân của phương Tây và ngành quốc phòng của họ vốn chỉ tập trung đối phó với các lực lượng nổi dậy ở Trung Đông. Chia sẻ từ chính người trong cuộc, binh sĩ Ukraine trong lữ đoàn cơ giới hóa số 41 nhận định, các hướng dẫn viên quân sự châu Âu của họ thường xuyên sử dụng những ví dụ về các chiến dịch của NATO ở Trung Đông, nơi mà mục tiêu là những ngôi nhà cụ thể và việc xác định lực lượng nổi dậy trong số những người dân địa phương, nhưng chúng lại không thực sự liên quan đến thực tế xung đột ở Ukraine. Nguyên do thứ hai, theo Nick Reynolds, một chuyên gia tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, phương Tây không thể cung cấp kiểu huấn luyện như Ukraine mong muốn. Ông cho rằng khóa huấn luyện hiện tại của phương Tây cho Ukraine thiếu an toàn và hơi đơn giản. Chính hướng tiếp cận sai sót này đã dịch chuyển rủi ro từ những sai lầm trong giai đoạn huấn luyện sang những sai lầm trong các chiến dịch thực tế. Chẳng hạn, việc châu Âu đề xuất nhiều quy định an toàn và sức khỏe đồng nghĩa với việc binh sĩ Ukraine sẽ phải ra chiến trường với ít sự chuẩn bị và kinh nghiệm chiến đấu. Hay trong hầu hết các cuộc chiến đã từng tiến hành, phương Tây mới chỉ chiến đấu trong các thành phố và thị trấn với những điều kiện của tác chiến đô thị. Còn Ukraine lại chủ yếu phải chiến đấu trên những địa hình mở và bằng phẳng, thành ra những kế hoạch, chiến lược không được áp dụng một cách hiệu quả. Đáng nói, mặc dù các khóa huấn luyện rất hay nhưng hầu như có rất ít nội dung về gỡ mìn. Lính Ukraine chỉ được học về cách đối phó với bãi mìn rộng 2m. Nhưng khi trên chiến trường và nhìn những gì trước mắt, họ dĩ nhiên sẽ bất lực trước một cánh đồng mìn với diện tích khổng lồ gấp tận 6 lần nước Bỉ. Việc những nội dung được huấn luyện không sát với thực tế đã khiến binh sĩ trong quá trình học tập, đào tạo chỉ nắm được lý thuyết và ít áp dụng thực hành. Thành ra huấn luyện cũng bằng không. Cái Kiev cần cho hiện tại là các binh lính phải biết cách dọn đường và tiến vào chiến hào, biết cách ném lựu đạn hiệu quả, không rơi vào bẫy của đối phương và hiểu rõ Nga đang ném loại lựu đạn nào. Đó mới thực sự là những điều cần thiết. Chưa kể, thái độ sợ hãi trước Nga, không dám đối đầu trực tiếp và xâm lấn làn danh đỏ chống Putin cũng phần nào tác động đến các khóa huấn luyện từ phương Tây. NATO không dám cho đi hết những gì đang có mà chỉ đào tạo hời hợt trên danh nghĩa để lấy cái gọi là đã từng giúp đỡ, đã từng ủng hộ, đã từng đồng hành cùng nhau trong cuộc chiến ủy nhiệm đẫm máu này. Vậy là công cuộc mua kiến thức, bán lãnh thổ của Ukraine với phương Tây xem chừng thất bại. Chiến thuật được dạy chẳng thể nào áp dụng, binh sĩ để huấn luyện xong trở về như tờ giấy trắng. Rồi lại tiếp tục sai lầm, tiếp tục ngớ ngẩn
tiếp tục phụ thuộc đồng minh và hoang hoang vì có người chống lưng. Đến hiện tại, chính quyền Zelensky không khác gì một quả bóng khổng lồ, căng phồng nhưng rỗng tuếch bên trong. Và chỉ cần một chiếc kim nhỏ tác động, kiểu Mỹ quay xe về Nga, Mỹ ngừng viện trợ, Mỹ rút quyết định ủng hộ F-16, Mỹ có tổng thống mới mang tên Donald Trump, thì quả bóng Kiev lập tức xẹp lép và nổ tan tành. Tự thân vẫn tốt hơn là phụ thuộc, mà cách tự thân duy nhất Ukraine cần làm hiện tại là đàm phán. Thế nhưng, dòng dã sau hơn 1 năm xung đột, Kiev vẫn không phát đi tín hiệu tích cực nào cho việc chấp nhận đầu hàng. Thậm chí, nước này còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ và vì một lý do gì để ngồi xuống và nói chuyện với Putin. Thái độ này liệu sẽ tiếp tục được trong bao lâu? Хороша розмова. Подякував за привітання з Днем Незалежності. Обговорили.